Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh của Thủy Xem Vậy. Hôm nay là ngày diễn ra đợt thi thứ tư kỳ thi đánh giá tư duy. Đây là đợt có nhiều thí sinh tham gia nhất trong năm nay. Vậy cùng xem hôm nay thì các bạn sĩ tử sẽ cạnh tranh với nhau như nào nhé. Let's go. Đầu tiên này em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình chứ nào? Em là Bùi Tuấn Anh, sinh năm 2006, đang học tại Trung học phổ thông Tây Hồ ạ. Và em là Nguyễn Quang, học sinh trường Trung học phổ thông Kim Thành, Hải Dương. Em tên là Nguyễn Minh Diệp, em học trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Ba Đình ạ. Em là Dương Trí Đức ạ, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú ở Vĩnh Phúc ạ. Em năm nay học lớp 11 ạ. Ok, uầy, Đức lớp 11 ạ. Dạ vâng ạ. Thế Đức đánh giá như nào về bài thi ngày hôm nay nào? Em thi đây là lần thứ tư rồi thì trong cả 4 lần đi đây em thấy là lần dễ nhất. Em thấy bài thi cũng vừa sức. Nhưng mà có nhiều kiến thức ở lớp 11. Nhiều kiến thức lớp 11 ạ? Phân loại mức khá cao. Phân loại mức khá cao? Vâng. Tại sao? Bởi vì phần toán có nhiều câu lạ lại. Thì em nghĩ là phần khoa học thì có vẻ dễ thở hơn là so với lần trước. Còn phần toán thì là cũng vẫn thế, vẫn khó như mọi lần. Em nghĩ là toán thì phần đa số là rơi vào 8 cộng trở lên. Và những cái bài như là tâm thế cự ấy thì những bài đấy là 9 cộng rồi. Còn là xác suất thì cũng là 9 cộng luôn. Còn là những bài mà dưới 8 cộng thì khá là ít. Em nghĩ là để mà làm được 30 câu thì cũng không phải là khó. Khó hay thi là bước khá. Phần toán học thì hơi khó, bắt đầu từ câu 2 năm trở đi. Cái phần còn lại thì em đánh giá là bình thường. Phù hợp với mức tư duy của học sinh. Thế thì mình đi sâu hơn một tí này, phần toán mình có đủ thời gian làm bài không? Hôm nay có ngồi xuống trục trặc của máy móc nhưng mà hơi chiều hơn rồi anh An, nên em nghĩ là không đủ. Nhưng nếu may mắn hơn thì cũng đủ ạ. Thế thì em có thấy trong phần toán này thì cái kiến thức mà mình học trên lớp có rơi vào nhiều không? Có rơi vào những cái kiến thức mình đã học trên lớp vào phần toán không? Hay là có ạ. Có hỏi là em còn nhớ và đọc lại cái ấn tượng không? Có ạ. Có câu nó hỏi từ nó cho một số điểm và nó hỏi bao nhiêu cách để đi từ A đến H. Nói chung là có nhiều phần về vận tốc, với cả phần gọi là phương trình, gọi là phần phương trình, gọi là phần F nha, FX với cả FT, có phần nhiều phần đấy. Còn là phần hình về khoảng cách cũng là khoảng cách có khoảng 1-2 câu đó tương đối khó. Đức có gặp khó khăn gì mà khi mình chưa học lớp 12 không? Thì theo em thấy là phần toán hôm nay là có khá nhiều bài lớp 11 nên là em làm được khá nhiều và em chỉ điểm vừa tầm 7-8 câu. Thế là em là cảm thấy là em xuất sắc nhất. Có cái kiến thức lớp 11 nào mà em nhớ, là có cái câu hỏi nào về kiến thức lớp 11 trong phần toán mà em nhớ nhất không? Thì sau 3 vòng thi thì đến giờ em quên hết rồi ạ. Thì thế chuyển qua phần đọc hiểu đi. Phần đọc hiểu có gây khó dễ được cho em không? Không ạ, theo em thấy phần đọc hiểu thì em thấy khá ok ạ. Và điểm đọc hiểu cao nhất của em bây giờ như là 18 điểm, em khá mức gần được bao nhiêu? Khá là tương đối là ổn đấy. Vâng. Đọc hiểu thì em nghĩ là nếu mà đọc bao quát, đọc một tổng thể ấy, đọc chi tiết một thì em nghĩ là không khó. Em có đủ thời gian nào không? Có ạ, em thời gian để đọc thì em thấy khá là nhiều bạn cũng bảo là dễ ạ. Đọc hiểu thì em thấy cũng bình thường, cũng không khó lắm. Và làm sai, làm đúng không thì em không biết được. Ở phần giải quyết vấn đề thì từng môn này so với từng môn, em có thấy môn nào nó khó hay thế mà em không làm được không? Khó hơn hẳn. Con hẳn thì đối với em là A1 nên em thấy khóa là khá là khó. Tại vì em không học khóa mấy, cả con sinh nữa. Sinh về hóa là hai môn xã hội nên em không học nên em phải khá khó. Thì nó sẽ rơi vào nhiều lý thuyết hay tính toán? Em nghĩ là nó rơi vào cả hai, nhưng mà tính toán thì nhiều ít hơn, nhưng mà tính toán khá là khó. Lý thuyết thì nhiều. Vấn giải quyết vấn đề thì
hôm nay em làm như nào, nó có gây khó khăn cho em khi mà em chưa học những cái kiến thức lớp 12 không? Em hôm nay em làm cái bức ảnh vấn đề khá là nhanh và em cảm thấy khá tin về đáp án của mình ạ. Thì em cũng không gặp nhiều khó khăn lắm bởi vì là sao nhỉ? Em những câu em không biết làm em làm theo linh cảm. Làm theo linh cảm à? Dạ. Có nhớ một câu hỏi nào lạ không? Lạ thì nhiều câu lạ lắm ạ, nhưng mà để nhớ được thì nó lạ nhưng em không nhớ. Em nghĩ là đa phần được thiết hiểu. Với là có khoảng tầm 3 bài là ứng dụng được thực tế như kiểu rượu với cả như kiểu rượu, nói về rượu. Ok. Rất thực tế ạ, và em thấy câu phần khó nhất là câu lăng kính ạ. Hầu như toàn là kiến thức thực tế và mình có thể tìm hiểu qua mạng. Mình thử dự đoán hôm nay mình được bao điểm? Chắc là em nghĩ tầm 60 rồi ạ. Ok, lớp 11 mà thi được 60 điểm cũng tương đối là ổn luôn rồi đấy. Ok, anh chúc em sẽ có một cái kết quả thật cao nhá. Để mà nói đợt 1 là đợt dễ nhất, hai là đợt 2 thì em không thi, còn đợt 3 là khó nhất ạ. Đợt 3 đợt đấy là khoa học là khó nhất, còn đợt này thì em nghĩ là trung bình. Cũng không khó. Thế em dự đoán hôm nay mình đạt được số điểm là bao nhiêu? Dự đoán thì em nghĩ là chắc chắn là em sẽ tầm trên 60 ạ. Trên 60, chắc chắn trên 60. Vâng, còn để nói 70 thì em không chắc. Ok, em dự đoán hôm nay mình được bao nhiêu? Mi 50. Vâng. Ok, thế chúc em sẽ thi lần sau mà có một cái kết quả được cao nhá. Em cảm ơn em nhá. Vậy là chỉ còn 2 đợt thi nữa thôi là kỳ thi TSA của năm 2024 sẽ kết thúc. Một lần nữa thì Quốc Tuấn xin thay mặt Việt Tràng Bay xin chúc cho các bạn sĩ tử có một kết quả thật là cao và vào được trường đại học mà mình mong muốn nhá. Bye bye.